All my notice open the digital run. You think I'm tepid, but I'm misdiagnosed. Cause I'm a stalker, I seen all of your posts. And I'm just tryna play it cool now. But that's not what I wanna do now. And I'm not tryna be with you now, you know. You make it difficult to not overthink. And when I'm with you, I turn all shades of pink. Lâu ra sân sai, môi xinh hé nụ cười xinh. And I'm just trying to play it cool now. But that's not what I wanna do now. And I'm not trying to be with you now, you know. But I could be a crush, I could feel you. Hi, xin chào các bạn. Dạo gần đây Huế mới tìm ra được bộ 5 em sản phẩm của nhà chị Nhật Kim Anh và Huế đã tặng về đây. 5 màu rất là đặc sắc đúng không ạ? Thời tiết dạo này hanh heo, khô và môi dễ bị nứt nẻ, cho nên việc tìm ra một em son rất là khó khăn đối với chúng ta. Và mình đã tìm ra em Long Da Sunshine với 5 màu này, phù hợp cho chúng ta đi chơi, đi biểu diễn hoặc đi đâu đấy, đi chụp ảnh, dùng sử dụng lên môi mềm mịn, đặc biệt là lâu trôi nha các bạn. Nên là khi sử dụng em này mình cũng khá yên tâm, bao bì bên ngoài cũng khá là bắt mắt và có logo của Long Da Sunshine, chữ ký chị Nhật Kim Anh nha. Đây, mình sẽ test cho các bạn cùng xem ở bên trong màu nó sắc ra sao. Bên trong là có ký hiệu NKA, chính là tên của chị Nhật Kim Anh nha. Đầu tiên mình sẽ test mã 09 cho các bạn cùng xem nha. Đây, đây là màu đỏ. Các bạn có thể xem đây, màu đỏ nha. Tiếp theo là màu 06. Màu 06 này thì nhiều bạn tin sử dụng khá là phù hợp đây. Màu 06 nha các bạn, màu 06. Tiếp theo là màu thì người ta màu 10. Màu 10 này dành cho những bạn sang chảnh, sexy hoặc cá tính. Màu 10 đây nhá các bạn ơi. Đó, rất là phù hợp với các bạn nữ bây giờ mềm mịn không bị trôi này. Tiếp theo là màu sexy, là màu sexy nha các bạn. Mình sẽ test màu cuối cùng, đó chính là màu 08 trăm inch. Màu này thì mấy cái bạn tin tin cũng hay sử dụng lắm. Mình sẽ test lên tay đây nha các bạn nhá. Một bộ sưu tập của các bạn đây, màu rất là tươi trẻ sáng. Yên tâm là ở trên cái em sản phẩm này có chữ ký của Nhật Kim Anh, cho nên là sẽ không bị nhầm lẫn giữa hàng nhái nha các bạn. Các bạn có thể quan sát ở tại tay của mình nha. Màu rất là tươi sáng, mềm mịn, mình uống nước không bị trôi hoặc là bong đi này. Rất là phù hợp với những bạn mà da môi khô này, nẻ này. Các bạn cứ yên tâm khi mà sử dụng cái em của bên nhà Long Da Sunshine của chị Nhật Kim Anh nhá. Các bạn ơi, vừa rồi thì mình vừa giới thiệu cho chúng ta các tông màu khác nhau combo của nhà chị Nhật Kim Anh. Bộ son gồm 5 màu. Đấy, thì để phân biệt được hàng giả và hàng nhái thì chúng ta có thể xem trên bao bì. Đằng trước có ký hiệu Long Da Sunshine, đằng sau có chữ ký của chị Nhật Kim Anh nha. Và bên trong thỏi son thì sẽ có chữ Nhật Kim Anh, viết tắt NKA bên trong đây, để tránh hàng giả hàng nhái nha các bạn. Và bên dưới bao bì thì có chữ Nhật Kim Anh, bên dưới này nữa thì có tem mác và ký hiệu của màu son. Cho nên là mua em này thì yên tâm là không bị nhái đâu. Nếu mà sợ hàng nhái thì các bạn có thể comment ở dưới bài viết của mình để mình hướng dẫn cho các bạn. Dưới link bài viết mua son chính hãng của nhà chị Kim Anh là son mềm, mịn, mướt, uống nước không hề bị trôi, len. Và đặc biệt là dưỡng ẩm, cung cấp ẩm rất tốt. Cho nên bạn nữ nào quan tâm đến Long Da Sunshine thì nhanh tay dinh ngay một combo 5 em này về. Còn chân chân nữa, nhanh tay lên để dinh em combo 5 màu này nha các bạn nha. Chúc các bạn thành công và xinh đẹp. Bye bye.